Thưa quý vị, cuộc sống vợ chồng là hạnh phúc cả đời. Nhưng mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, câu chuyện mà người đàn ông đã chia sẻ đầy cay đắng, trái ngang giữa hai vợ chồng. Và giờ đây tôi kính mời quý vị, các bạn lắng nghe chi tiết tình cảnh xót xa, cay đắng của cặp đôi vợ chồng này. Cứ ba ngày, vợ lại về nhà ngoại một lần. Mỗi lần nán lại một ngày mới về, khiến tôi sinh nghi, nên lén theo dõi vợ. Nào mà ngờ, tôi năm nay đã 30 tuổi, là chủ một cửa hàng thời trang nam nhỏ nhỏ, thu nhập khá. Điều kiện gia đình cũng rất tốt. Nhưng 5 năm trước, tôi bị tai nạn xe hơi, phải cưa cụt mất một chân. Mặc dù tôi lắp chân giả, hoàn toàn có thể tự sinh hoạt không cần nhờ ai, nhưng mãi vẫn không có cô gái nào chịu gả cho tôi. Vì lý do này mà bố mẹ tôi rất sốt ruột, luôn nhờ người làm mai mối khắp nơi. Vào hồi đầu năm, tôi được giới thiệu cho gặp một cô gái tên là Hạnh. Nghĩ bụng đó là một cô gái xấu xí, hoặc cũng có khuyết điểm giống tôi. Nhưng khi vừa gặp mặt, tôi đã bị cô ấy hút hồn. Cô ấy không những không xấu mà còn rất xinh đẹp, tóc dáng thon gọn, với mái tóc dài đen óng mượt. Cô ấy ở nhà kinh doanh online, thu nhập cũng không tệ. Dẫu vậy, trong lòng tôi cũng có chút nghi hoặc. Hạnh xinh như vậy, thiếu gì người theo đuổi mà lại đồng ý đi gặp mặt một người khuyết tật như tôi. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cần Hạnh không chê, chấp nhận lấy tôi thì sau này tôi sẽ không bạc đãi cô ấy. Sau 3 tháng tìm hiểu, Hạnh cũng đồng ý lấy tôi làm chồng. Bố mẹ tôi vui mừng lắm, tổ chức một đám cưới rình trang với sính lễ khủng. Trong ngày cưới cũng trao riêng cho nàng dâu tới một cây vàng. Cứ ngỡ những ngày hạnh phúc sau hôn nhân sắp bắt đầu, nhưng nào ngờ tất cả chỉ là dối trá. Khi tìm hiểu, hai đứa chưa từng vượt qua giới hạn, nên tôi rất háo hứng mong chờ sẽ có một đêm tân hôn mật nồng. Nhưng nào ngờ, tối hôm đó, Hạnh lại nói đang tới ngày đèn đỏ, khiến tôi chưng hửng. Sáng sớm hôm sau, cô ấy dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tối về cơm canh nóng hổi đã sẵn sàng, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ, vô bến. Đây chính là điều mà tôi ao ước bấy lâu nay, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Hai ngày đầu sau hôn nhân trôi qua êm ả như vậy. Tới ngày thứ ba, hai vợ chồng về bên ngoại để lại mặt. Về quê vợ chỉ cách nhà chúng tôi khoảng 40 km, nên sáng hai vợ chồng về, chiều lên luôn để hôm sau tôi còn đi làm. Nhưng sau đó, cứ ba ngày Hạnh lại về nhà ngoại một lần, mỗi lần nán lại một ngày mới về. Điều này khiến tôi nghi ngờ, dù sao hai đứa cũng mới kết hôn, tại sao Hạnh lại hay về nhà mẹ đẻ đến như vậy? Cô ấy còn hay kiếm cớ trì hoãn chuyện ấy với tôi. Chẳng nhẽ có chuyện gì hay sao? Hành động kỳ lạ của vợ khiến tôi sinh nghi, nên hôm đó biết vợ về quê, sáng sớm tôi ra khỏi nhà như ngày thường đi làm. Nhưng thực chất nấp dưới sân nhà để theo dõi vợ. Tôi lặng lẽ đi theo cô ấy về tận nhà bố mẹ vợ, rồi chết lặng trước cảnh tượng khi nhìn thấy. Hạnh vừa vào sân, mẹ vợ đã bế một đứa trẻ còn ẩm ngửa ra đưa cho cô ấy. Nhìn qua có vẻ như là con của vợ chồng anh trai của Hạnh. Nhưng điều đáng nói là khi vào trong nhà, vợ lại bất ngờ vén áo lên cho thằng bé bú, khiến tôi sốc nặng. Mẹ nhớ con quá, chắc con cũng nhớ mẹ lắm phải không? Mẹ xin lỗi, nay mới về cho con đi được. Do mẹ không tốt, mẹ xin lỗi con yêu. Vợ tôi vừa cho thằng bé bú vừa nựng. Mẹ con, chuyện gì đang xảy ra như thế này? Tôi lao vào nhà hỏi Hạnh cho ra nhẽ. Thấy tôi, vợ tôi và mẹ ngạc nhiên lắm, lắp bắp không nói thành lời. Hóa ra trước đây vợ tôi từng mang thai với người yêu cũ, nhưng không ngờ hắn lại chối bỏ trách nhiệm, không nhẫn tâm bỏ con
Hạnh đã sinh đứa bé ra. Em không hề lừa dối gia đình anh. Khi được mai mối, em đã nói chuyện này cho bố mẹ anh biết rồi, và bố mẹ đều chấp nhận em làm dâu con trong nhà. Nếu không chấp nhận thì bố mẹ đã không tổ chức đám cưới cho chúng ta, không trao cho nhà em nhiều sính lễ đến như vậy. Ban đầu em cũng tính nói thẳng mọi chuyện với anh, nhưng bố mẹ anh lại can ngăn, nói rằng để tình cảm hai đứa chín muồi hơn rồi hắn nói, khi đó sẽ đón con em về ở cùng. Nào ngờ anh lại biết nhanh như vậy. Nghe vợ giải thích xong mà lòng tôi lạnh ngắt. Chẳng trách vợ đẹp như vậy lại nhanh chóng đồng ý lấy tôi. Hóa ra tất cả đều có nguyên do cả. Càng khó chịu hơn chính là bố mẹ đã giấu tôi sự thật. Tôi muốn ly hôn nhưng không nỡ. Thời gian tôi và Hạnh gặp nhau tuy không dài, nhưng cô ấy đã khiến trái tim tôi rung động. Nhưng bảo tôi sau này phải nuôi con của người khác, tôi sợ không làm được. Tôi phải nên làm gì bây giờ? Vâng, đúng là một câu chuyện tình quá éo le. Cũng mong rằng quý vị đưa ra những lời bình luận chia sẻ cho một câu chuyện như thế này. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, tôi luôn săn tìm để cập nhật những câu chuyện hay nhất có thể và kịp thời đọc để gửi tới phục vụ cô chú anh chị trong và ngoài nước. Những video của tôi được đăng tải trên 3 kênh, và 2 kênh mới mở cũng được quý vị ủng hộ đăng ký rất là nhiều. Tôi vô cùng biết ơn. Và tôi cố gắng tiếp thu những ý kiến của mọi người để ra những video ngày càng chất lượng hơn, và cố gắng săn tìm những câu chuyện hay nhất có thể. Thưa quý vị, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, những câu chuyện trong gia đình cũng như ngoài xã hội luôn luôn là xảy ra trong và ngoài nước, nhất là trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Giữa tình nghĩa vợ chồng, nào là mẹ chồng nàng dâu, bố chồng nàng dâu, vân vân và vân vân, lúc nào cũng được đăng tải hàng ngày trên các trang mạng xã hội cũng như là trên báo chí. Và tôi là người săn tìm để chọn lựa ra những câu chuyện hấp dẫn và kịp thời đăng tải liền cho quý vị, để cô chú anh chị lắng nghe trong những ngày làm việc mệt nhọc, cũng như cô chú anh chị thư giãn sau những giờ giải trí rất là tuyệt vời. Và tôi cố gắng nhiều hơn nữa để đọc thật là hay và trao dồi kiến thức cho mình. Thưa quý vị, đến đây thì cũng là những tháng ngày cuối năm. Tôi cũng mong rằng những điều vất vả, buồn vui, một năm cũ cũng gần sắp hết. Tôi cũng chúc cho mọi người có một niềm vui để đón một cái năm mới thật là an khang và thịnh vượng. Đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.